Đây là bãi biển Sơn Hào. Vào buổi sáng, nếu mà các anh chị ở Vân Hải Xanh thì đây là một trải nghiệm tuyệt vời. Vào buổi sáng là đi đón bình minh, khi nước thì chiều rút dài thì cái bãi biển nó thoải và dài như này đấy ạ. Anh chị nhìn đấy ạ, đây là bãi cát trắng chảy phẳng lì, chảy dài tất cả đấy. Đấy, và những người anh người chị của tôi đang đi trải nghiệm ở khu vực bãi biển Sơn Hào. Dạ vâng, đây là chị Thanh đang xuống đấy ạ. Dạ vâng. Sau một gì hồi hái sim rồi thì chúng tôi sẽ ra bãi biển và thả mình trước sóng và gió nơi đây. Dạ vâng, mới có 3 thành viên, còn anh chị Tâm Nguyệt thì đang mải mê hái sim, vẫn đang muốn hái sim tiếp, thì chúng tôi tạm thời tách đoàn ra để có sự trải nghiệm riêng. Anh chị Tâm Nguyệt thì đang dành thời gian cho khoảng yêu đương riêng tư khi được về với biển cả và rừng xanh. Và đây, chúng ta sẽ nhìn thấy cảnh quan nơi đây tuyệt vời như này. Đây, tôi sẽ đi ra gần mép biển đấy ạ. Đây, tôi sẽ đi ra gần mép biển. Ở khu vực này thì thường thường khách hàng tôi tham gia các chương trình đi đuổi bóng gió vào buổi đêm đấy, hay là đi cạo ngao, cạo hến, cạo thiếp đấy, và đặc biệt là chương trình chạy giòn. Vào một tháng trước là mỗi một lần con sóng lên đấy, thì khách hàng chạy theo con sóng đấy, và nhặt những con giòn, con hến đấy, nó nổi ngay lên như thế luôn, chỉ đi bồ đấy, dân ở đây gọi là chạy giòn đấy. Chúng ta đang đi đây, các anh chị nhìn thấy cát đấy, cát trắng phẳng lì vậy đấy, là vâng, kéo dài này luôn, một bãi biển thoải thoải, và các anh chị thì tắm nó cũng thoải này nữa, nên cái sự an toàn thì tuyệt vời luôn. Đây là bãi Sơn Hào. Có một số anh chị em khi chưa hiểu về biển cả, chưa hiểu về sóng thì đôi lúc đánh giá là bãi này sóng to, bãi kia sóng nhỏ. Thì chia sẻ anh chị như này, biển cả cũng như là hơi thở con người vậy. Đấy, vì vậy có những ngày sóng rất to và những ngày sóng yên bình. Chúng ta nhìn như vậy, đây là những cơn sóng rất yên bình và nhẹ nhàng. Đấy, vào đúng tháng 7 đấy, đây mọi người đã nói tháng 7 là tháng mưa gió đấy, thì trời rất trong xanh, đang nắng như này đấy, và biển thì nhẹ nhàng êm bình như ở trên bãi biển Sơn Hào. Như vậy mọi người coi như cứ yên tâm rằng đấy, nó như hơi thở con người đấy. Vào những ngày sóng, ngày gió nam đấy, thì đôi lúc coi như là chúng ta có thể thấy những cơn sóng to đấy, chúng ta không thể tránh khỏi, bởi biển có lúc dữ dội, lúc nhẹ nhàng đấy. Và đây những lúc này, những lúc yên bình nhất của bãi biển đấy, đấy rất nhẹ nhàng. Đấy, chúng ta tắm đây, cát trong xanh. Đây, tôi có thể nhìn thấy cả có như những bước chân. Đấy, nhìn dưới những vần cát. Đấy, chị Thanh đang lội đấy ạ. À, vâng, đây anh Hội thì đang làm cameraman. Đấy, vâng, đây anh đây ạ. Đấy, chúng tôi đang trải nghiệm. Đấy, thả mình vào trong sóng biển và hưởng gió trời. Chị Thanh, mới về với bãi biển Sơn Hào. Vâng, tôi sẽ quay một vòng quanh chị Thanh để nhìn thấy cả khung cảnh tôi đang lội nước và cả một bãi biển dài. Các anh chị nhìn thấy chưa? Không có bãi biển nào có thể có những triền cát dài như này. Tôi ước chừng chị Nguyệt đã xong rồi, chị Nguyệt Anh Tâm đã tâm sự xong rồi, hái sim xong rồi và đang trên đường xuống ạ. Tôi ước chừng từ đây vào kia khoảng trăm, cả trăm, 200 mét, trăm mét hơn trăm mét, đến gần 200 mét đấy. Đấy là cả một bãi biển dài như thế. Đấy, các đơn vị sự kiện có thể chơi team, có thể xóa hết mình với đá bóng, rồi bóng chuyền dọc tuyến bãi này. Và yên tâm rằng coi như là một bãi cát phẳng lì luôn, không có mảnh chanh, mảnh chai, không có rác rưởi gì vào cả. Đấy, khi cả một bãi trải dài như này, anh chị nhìn thấy không? Đây là tôi quay thực tế luôn. Đấy, còn những thuyền trên phía trên bờ kia, đấy, thì vào những ngày sóng gió lúc luôn, đôi lúc cũng có những cái rác với mọi cái vào và cũng được dọn vệ sinh thường xuyên. Như đây, anh chị nhìn thấy tôi đi trên trên cát đấy ạ. Không có một chỗ nào hay là có một cọng rác nào cả. Đây ạ, tôi đi cho chị xem ạ. Đấy, vâng, đây đi đột đi đón chị Nguyệt đấy ạ. Dạ vâng, đây chị Nguyệt. Chị Nguyệt đã hái sim xong rồi. Chị Nguyệt đi tâm sự xong rồi à? Dạ vâng, anh chị vừa trở về với tình yêu thuở 20 và bây giờ quay lại về với biển cả. Đấy, vâng, đây đi theo gót chân chị Nguyệt đi ra với biển cả. Vâng, chị Nguyệt đang đi chân đất. Và trên biển cát thì không có một tí sạn, tí chai nào cả, không có mảnh xanh, mảnh ốc, vỏ xanh gì cả. Đấy, chúng tôi về với biển cả đây. Dạ vâng, chị Nguyệt thì đang bảo biển Quan Lạn. Đây là bãi biển Sơn Hào, chị Nguyệt ơi. Đây là bãi biển Sơn Hào, là khu bãi biển trước mặt của Vân Hải Xanh. Dạ vâng.
không có tí sạn tí cát nào, không có tí vạc ốc nào. Dạ vâng. Đây thì đây đúng rồi, đây là chính là minh chứng là những người trải nghiệm. Đấy, khi mọi người nói đến với bãi biển Sơn Hào là sóng rất to. Dạ vâng, đôi lúc nghe những sự tư vấn nó không phù hợp nên anh chị em cứ nghĩ rằng bây giờ là bãi biển này không được đẹp. Dạ vâng. Đấy, các anh chị nghe chưa ạ? Vâng, tôi cũng xin tạm dừng cái video chia sẻ về biển cả này tại đây. Đấy, vâng, đây là bãi biển Sơn Hào, tôi sẽ quay lại cho anh chị em xem một lần nữa về bãi biển Sơn Hào. Dạ vâng, với những làn sóng nhẹ nhàng, đấy, với bãi cát dài tuyệt vời như này. Đấy, để chúng ta có một cái nhìn nhận cụ thể hơn. Đấy, và chúng tôi sẽ dừng video biển cả ở đây để chúng ta coi có thời gian tuyệt vời hơn. Đây là bãi biển được giữ lại, chị Nguyệt, được giữ lại để về sau có đầu tư tổng thể và nó phù hợp, nó phù hợp hơn để không bị bê tông hóa quá, và cái nét hoang sơ để được luôn giữ lại cho tất cả khách hàng ta khi đến đây. Vâng, và cuối cùng xin tạm biệt tất cả anh chị em. Đấy, vâng. Rồi các bác cùng chia sẻ, cùng chào nào, cùng chào mọi người đi để hẹn gặp lại nào. Rồi, tạm biệt nhá. Dạ vâng, tạm biệt nhá.